Hey, xin chào các bạn. Phải nói rằng hôm nay là một ngày Hà Nội rất là nắng, rất là nóng. Hôm nay trời nóng, mình sẽ giới thiệu với các bạn đôi giày chạy thêu, chạy đường đồi núi. Có thể là mùa hè các bạn có thể là lên chạy lên đồi núi thì không khí sẽ mát mẻ và trong lành hơn. Thì chúng ta sẽ đi đôi giày chạy bộ nào? Ta sẽ đi cái đôi Nike Zoom X Zero Gamma Kill. Đôi này là với là công nghệ của Zoom X, công nghệ êm nhất của dòng giày chạy bộ Nike. Thì hiện tại là đang là có cái hai cái màu này, các bạn có thể theo dõi này mà. Đấy, trên chân mình đang đi đây là đôi Zoom X Zero Gamma Kill màu xanh. Còn mình sẽ mở cho các bạn xem cái hộp này, nữa. Đây là có cái đôi Zero Gamma Kill đây, đây là màu xanh rêu. Thấy đôi này khá là hầm hố, ở trên đôi giày ấy là có cái chữ Nike Zoom X trên đôi giày. Đôi giày này thì với công nghệ Zoom X thì đôi này là một trong những đôi giày trail mà êm nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Và cái thiết kế của đôi này rất là hầm hố và rất là đẹp, các bạn có thể thấy cái đế của đôi giày này rất là có những cái đinh ở chân này. Thì đôi này sẽ bán tốt ở những cái đường đồi, đường đất này. Mình sẽ giới thiệu để các bạn có thể theo dõi. Dòng này hiện tại thì cái giá gốc của đôi này hiện tại đang khoảng 4,5 triệu, nhưng ở bên mình thì cũng săn sale được. Đôi này thì giá cũng chỉ còn 2,8 triệu với cái đôi giày Zero Gamma Kill này. Thì đợt vừa rồi cũng có rất là nhiều bạn đến và tìm đến để xem cái đôi giày Nike Zero Gamma Kill này và thử đi cái đôi giày này xem như thế nào. Thì dòng này ấy, thì về cơ bản thì là cái đế của đôi giày rất êm và cái phần upper của đôi này ấy, thì rất là thoáng khí các bạn. Thì về cơ bản là như thế. Và còn ở phần các bạn thấy cái phần dây buộc của đôi giày cũng rất là ok. Các bạn thử xem là hai cái màu này các bạn sẽ thích cái màu nào hơn. Đấy là hai cái màu chủ đạo của đôi Zero Gamma Kill, có thể là hai cái màu này hai màu đẹp nhất đấy của đôi dòng Zero Gamma Kill. Và mình đã dày công để đưa hai cái đôi này về để các anh em có thể sở hữu cái dòng Zero Gamma Kill này, có thể lên chân dòng Zero Gamma Kill này. Thì trong cái năm 2023 này ấy, thì về cơ bản thì dòng giày Nike đã phát triển tốt cái dòng giày road, dòng giày chạy bộ đường nhựa, dòng giày road như là Nike Zoom X, Zoom X Vaporfly Nick 3% hay là Alpha Fly 2. Nhưng mà trong năm 2023 này dòng hãng Nike cũng sẽ tập trung hơn vào phát triển những cái dòng giày chạy trail. Đấy là chính là sẽ đưa ra các cái sản phẩm mới, trong đấy có cái đôi giày chạy bộ là Nike Zoom X Zero Gamma Kill, để mọi người có thể là sở hữu cái dòng này để chạy bộ đường đồi núi.
thì mình thấy cái dòng này của năm 2023 là một cái dòng rất là đáng để ý. Thứ nhất là về cơ bản là cái ngoại hình của đôi này rất là đẹp, và thứ hai là cái đôi này rất êm, và khi các bạn đi các bạn có thể thấy là sự hầm hố của cái đôi này rất đẹp và hầm hố, giống như kiểu các bạn đi những cái dòng giày giày Jordan ấy. Thì các bạn có thể là đi chạy chạy trail, chạy đường đồi núi, nhưng mà các bạn cũng có thể mang cái đôi này để đi chúng ta đi cà phê cà pháo cùng nhau vào những ngày cuối tuần, hoặc là đi lên phố đi chơi đi dạo. Thì mình cảm thấy về cơ bản thì đôi này rất là ok. Đây, mình sẽ cho mọi người xem cái màu sắc của đôi màu xanh mình đang lên ở chân đôi này. Màu sắc đây thì sẽ là màu tươi hơn so với cái đôi màu xanh rêu đó. Rồi, và các bạn có thể xem cái đế của đôi giày này như thế nào. Hàng này thì mình nhập từ Mỹ về đấy, đưa từ Mỹ về đúng nửa vòng trái đất luôn. Xem nhé. Bây giờ thì mình sẽ thử chạy một chút để các bạn có thể theo dõi, có thể lên hình toàn bộ cái đôi giày Jaeger Mark Trail này. Đây, các bạn có thể theo dõi. Đây là mình đang lên chân đôi giày Jaeger Mark Trail này. Chạy rất là nhẹ nhàng các bạn, khá là êm. Mình phải xoay theo cả chiều để các bạn có thể theo dõi dòng Jaeger Mark Trail này. Cho cái hình tổng thể. Các bạn thì rất là êm, các bạn để đi chơi đi chạy hoặc đi cà phê. Ok rồi này. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở lần sau. Các bạn muốn liên hệ thì liên hệ với mình qua số điện thoại là 0978808388.